Duy Mạnh tuyên bố xanh rờn giữa lúc vụ hai nghệ sĩ ở Tây Ban Nha căng thẳng. Cộng đồng mạng, xạo quá chú ơi! Mấy ngày gần đây, sự việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh đang trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Hiện tại, danh tính hai nghệ sĩ này vẫn được báo nước ngoài giữ bí mật. Trong khi đó, tại Việt Nam, cộng đồng mạng đồn thổi danh tính hai nghệ sĩ đó là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Hiện tại, tất cả hoạt động nghệ thuật của hai nghệ sĩ này đều đang được tạm đình chỉ hoặc cắt sóng chờ kết quả chính xác của cơ quan chức năng. Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đăng tải dòng trạng thái nói đến chuyện trai gái. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn mặc chiếc áo có thiết kế gần giống với một trong hai nghệ sĩ bị bắt ở Tây Ban Nha kê xôn xao. Cụ thể, nam ca sĩ viết, Người đàn ông tốt bụng là người sống lành mạnh, không gái gú. Còn người đàn ông có tài là người đàn ông gái gú mà vẫn không bị vợ bắt quả tang. Ngay sau khi chia sẻ, cư dân mạng đã tràn vào bình luận, nhiều người hỏi vặn là việc Duy Mạnh có trong sạch hay không, thậm chí có người còn mỉa mai việc nam ca sĩ nghiện ngập. Đây cũng không phải lần đầu tiên nam ca sĩ đăng tải những dòng trạng thái mang tính mỉa mai như vậy. Trước đó, nói về sự việc hai nghệ sĩ ở Tây Ban Nha, Duy Mạnh thẳng thắn. Tới nói thật, nghệ sĩ 10 ông qua nước ngoài lưu diễn thì phải đến 7 ông muốn đi tìm gái để xả bớt đống nồng nọc tồn động trong người. Còn lại hai ông có thể là bị liệt, gia đam mê cờ bạc, rượu chè, thuốc lá hoặc là bị bóng nên không thích gái. Còn lại một ông thì ngại đi ra ngoài.